Hello Bảo Anh, khỏe không? Rất khỏe. Đang làm gì đó? Bảo Anh vừa mới tập yoga xong nè. Hôm nay kênh 11 sẽ có 41 câu hỏi dành cho Bảo Anh, sẵn sàng chưa? Ok, ready. Bảo Anh tập yoga bao lâu rồi? Tính tới bây giờ thì chắc là được 4 năm rồi đó. Động tác yoga khó nhất từng thực hiện là gì? Bảo Anh nghĩ khó nhất là trồng chuối. Hình mẫu body lý tưởng của anh là ai? Bảo Anh không có hình mẫu body lý tưởng, mà anh chỉ có một hình mẫu về sức khỏe lý tưởng thôi. Bảo Anh dọn về đây bao lâu rồi? Bảo Anh dọn về đây từ lúc trước giãn cách, tính đến bây giờ chắc là được hơn 3 tháng rồi. Điều thích nhất khi sống ở đây là gì? Đó là không khí ở đây rất là trong lành. Thích nơi yên tĩnh hay nơi nhộn nhịp? Sorry, không nghe rõ. Thích nơi yên tĩnh hay nơi nhộn nhịp? Bảo Anh thích nơi yên tĩnh. Sân khấu biểu diễn trước khi giãn cách là ở đâu? Không nhớ nữa. Nếu không làm ca sĩ thì Bảo Anh muốn làm gì nhất? Nếu không làm ca sĩ thì Bảo Anh thích trở thành một bác sĩ tâm lý. Thật là âm nhạc rất thích mà chưa dám làm. Hip hop. MV tốn tiền nhất từng thực hiện. MV Ai Cần Ai. Ca khúc ít hát live nhất trên sân khấu. Bọn anh nghĩ là một vài ca khúc ballad nằm trong album ballad con một của anh. Người truyền cảm hứng nhất trong âm nhạc. Bọn anh nghĩ là bọn anh tự truyền cảm hứng cho bọn anh luôn. Một câu nói từ fan mà nhớ tới bây giờ. Chị là thanh xuân của tụi em. Ba lát hay đèn? Cả hai. Guitar hay piano? Piano. Bạn đã giúp đỡ được bao nhiêu hoàn cảnh trong mùa dịch rồi? Bạn nghĩ là hơn 1.000 hoàn cảnh rồi. Có hoàn cảnh nào khi bạn khó quên nhất không? Bảo Anh nghĩ là những cái hoàn cảnh mà hiện nay trong cái dịch Covid mà các bạn đang mang thai, mà hoàn cảnh này rất là khó khăn. Gia đình chồng thì cũng không có đi làm việc được, nên là tất cả những cái hoàn cảnh đó trong cái thời điểm hiện tại là những hoàn cảnh khiến Bảo Anh cảm thấy đáng nhớ nhất. Bảo Anh ghét nhất điều gì khi nấu ăn? Bảo Anh không có thích sơ chế thịt gà. Một ngày mở tủ lạnh bao nhiêu lần? Một ngày mở tủ lạnh chắc là 4-5 lần gì đó. Tích trữ nhiều nhiều nhất trong tủ lạnh? Ở trong tủ lạnh bây giờ thì có rất là nhiều đồ trữ, nhưng mà nhiều nhất thì chắc là trái cây với rau. Nếu như nấu ăn đại fan thì sẽ nấu món gì? Anh sẽ nấu Romantic dinner. Rửa chén hay lau nhà? Không chở cái nào. Vị trí nào là bối cảnh của bức show? Đây là nơi mà anh quay bức show, nhưng mà lúc mà quay bức show thì chưa có nội thất gì hết, phòng vẫn trống trơn thì có một chút xíu nội thất rồi. Điểm tâm đắc nhất của bút show đó chính là bọn anh được hát tất cả những bài hát mà bọn anh thích. Ca khúc nào muốn cover nhất trong số tiếp theo? Bí mật, tại vì nó sẽ bị lộ. Bộ phim xem gần nhất? Bộ phim xem gần nhất là phim Good Doctor. Một bộ phim mà ai cũng nên xem một lần? Đó là phim điện ảnh nha, phim tên là Dặm Xanh. Nếu là thành viên của ban cướp Bunny Hess thì sẽ là ai? Bạn thích Tokyo.
làm ca sĩ và diễn viên công việc nào khó hơn? Bọn anh nghĩ là mỗi công việc đều khó hết, nhưng mà riêng với bọn anh thì chắc là đóng phim sẽ khó một chút. Điều khó nhất của công việc diễn viên là gì? Điều khó nhất của công việc diễn viên là phải diễn đi diễn lại một cảnh quay nhưng mà vẫn phải giữ cảm xúc. Màu sắc yêu thích nhất của Bảo Anh? Màu sắc yêu thích nhất của Bảo Anh là màu đen trắng nâu. Brand thời trang yêu thích nhất? Bảo Anh không có brand thời trang yêu thích nhất, đa phần là Bảo Anh cái brand với nhau. Có tất cả là bao nhiêu đôi giày? Không đếm được. Nhiều lắm. Người có gu ăn mặc đẹp nhất mà bạn từng biết? Hả? Người có gu ăn mặc đẹp nhất mà bạn từng biết? Bạn kể thật cho mình. Đây là phòng mèo nhi. Hello bạn. Bạn có tổng cộng bao nhiêu con mèo? Bạn có tổng cộng là 6 chú mèo và 1 chú chó. Kể tên cả 7 con. Dự định mua thêm gì cho mèo nữa không? Bọn anh nghĩ là bọn nó đã đủ đồ rồi. Bọn thích kín tiếng hay công khai trong tình cảm? Sorry, nói lại. Thích kín tiếng hay công khai trong tình cảm? Cái này thì bọn anh nghĩ là tình yêu của hai người, cho nên là cái này phải hỏi ý kiến của cả hai người, chứ một mình của anh thì đâu có đủ quyền lực để mà quyết định sự cá đâu. Điều thu hút nhất ở con trai là gì? Thông minh. Nhìn như thế nào về xa? Bọn anh không có thích yêu xa, bọn anh chỉ thích yêu gần thôi. Gặp lại nghĩa vụ hay gặp lại kẻ thù? Không gặp lại ai cả. Tin đồn kỳ quặc nhất từ mắt phải là gì? Hả? Tin đồn kỳ quặc nhất từ mắt phải. Đã là tin đồn thì anh thấy tin đồn nào cũng kỳ quặc. Ví dụ như là đồn của anh sửa mùi dưới rồi em gặp anh la rồi là những cái tin đồn mà rất kỳ quặc. Người sẽ gặp đầu tiên khi hết giãn cách? Anh nghĩ là producer của anh. Đừng tin hay hoàng hôn? Anh thích hoàng hôn. Một siêu năng lực luôn luôn muốn có? Đó chính là tài hình. Điều muốn nói với bản thân năm 18 tuổi? Cảm ơn bọn anh của những năm 18 tuổi, bởi vì bạn đã sống rất là hết mình. Hình dung mình là 10 năm nữa sẽ như thế nào? Hả? Hình dung mình 10 năm nữa sẽ như thế nào? Hình dung mình 10 năm nữa vẫn sẽ đáng yêu, dễ thương. Nói chung là chắc là không phải bây giờ mấy đâu. Một đức tính mà bạn học được từ mẹ? Đó chính là không bao giờ bỏ cuộc. Một lời khuyên giá trị nhất mẹ dành cho bọn anh? Bọn anh nghĩ đó là lời khuyên trong chuyện tình yêu. Bởi vì mẹ bọn anh nói rằng là yêu thì tình cảm nó mới là quan trọng nhất, chứ không có quan trọng là người đó có giàu hay không. Và tự nhiên không phải cái bìa đơ vậy.
Tôi muốn nhắn đến các bác sĩ đứng đầu chống dịch. Rất là cảm ơn tất cả mọi người và bảo anh mong cho mọi người thật là nhiều sức khỏe. Bạn học được gì từ trận đại dịch toàn cầu này? Bảo anh nghĩ là trong cái đại dịch lần này thì đã làm cho không chỉ bảo anh mà bảo anh nghĩ là rất nhiều người sẽ biết ơn những cái điều bình thường nhất mà ngày bình thường mình không có để tâm tới, ví dụ như là không khí, cái bầu không khí trong sạch, không ô nhiễm, không có virus, để chúng ta được thở một cách thoải mái. Đó là mà rất là quan trọng, rất là đáng quý rồi. Vậy là hết câu hỏi rồi. Điều mà anh muốn nhắn đến cho các độc giả kênh 14 đang theo dõi show trước khi cúp máy. Anh mong là mọi người hãy bảo vệ sức khỏe của mình, để bảo vệ bản thân thật là tốt, và sẽ suy nghĩ thật là tích cực để cùng nhau vượt qua đại dịch, và chúng ta sẽ gặp lại nhau và trong một cái giai đoạn bình thường mới. Chúc các bạn nhiều sức khỏe nha. Bye bye. Ok, bye bye.